Sakhi hant sate uttaraya anudisaya sata avera sakhi hant sate uparimaya disaya sata avera sakhi hant sate hekimaya disaya sata avera sakhi hant sate sata avera hant sukita hant nidokha hant abhyapaja hantu nikha yoga hantu aroga hantu sambati hisame jantu sukhi atanam pariharantu dukha pata jani dukha phaya pata jani phaya soka pata jani soka hantu sape vibani no atta satha japhumma bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô ca ro a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhã yo akasa tha cha phong ma tha đi qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni nô akasa tha cha phong ma tha đi qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi rang ra khan tu nô sa đa idang watano bốn nhãn asawa khaya vaham ho tu anagate kale sadhu 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 sadhu. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi hoan hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Thầy ạ. Con kính chào. Dạ. Con kính lễ sư. Dạ. Dạ, con kính lễ học... sư ạ. Dạ. Con kính lễ sư ạ. Dạ. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần bài số 13. Bài số 13 thì hôm trước chúng ta đã học xong phần bài học đọc đọc văn và trả lời câu hỏi rồi. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ giải bài tập. Giờ mời cô Ngọc Trân sẽ đưa phần bài tập lên rồi mời lớp đọc. Sau đó thì chúng ta sửa bài tập. Dạ. Mời cô Ngọc Trân đưa bài lên. Dạ dạ. Cố gắng làm bài tập ha. Dạ cố gắng làm bài tập thì mình mới nhớ được từ vựng và nhà đó mình học nó dễ một tí. Nếu mà mình không có làm bài tập, không nhớ được từ vựng thì mình học càng nhiều thì nó bắt đầu khó dạy. Dạ. Nếu mà sau này mình học được cái quyển 3 nữa thì nó còn khó hơn nhiều so với quyển 1 và quyển 2. Nhưng mà nếu mà cấp tử mình có cơ bản ở quyển 1, quyển 2 rồi thì quyển 3 không có gì khó. Thì từ ngữ thì cũng vòng vòng thêm một số ít từ điển kinh điển thôi. Thì phần quyển 3 mình sẽ học mở rộng lên tí, dịch một vài bài tinh tụng mà mình đã tụng hàng ngày để cho các tính. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc bài đi. Đọc bài trước rồi chúng ta sẽ sửa sang. Dạ. Mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ cô Bảo chưa mở mic chứ cô. Dạ bạch sư con xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Sittattha Raja Kumaro Charitang Anu Yun Chitung Phu
Patissa Disma Okasangyachi. Câu số 2. Raja Kumaro Uya Masmin Nasmin Balitak Balitak Ke Sancha Walita Chancha Khanda Đăng Chanta Mahala Kang Olokeshi. Câu số 3. Mahalaka Dukhan Samukha Yewa Charitung Wa Thi Tí Già Wa Ít Chàng Tí. Câu số 4. Raja Kumaro Mahalaka Pasitoa Các Hàng Chá Ra Hòn Tí Tí Bách Chà Di Tòa Chà Tí Bách Chà Già Chá Ra Tí Quý Chà Ní. Câu số 5. Raja Kumaro Uyane Mahalakan Basitwa Chare Chara Me Atha Pawishatiti Bachayi. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, cô xin đọc 5 câu bài tập từ Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Sức tham thá ra chát của mạc đồ Charitang Anuyun Thitung Phubatisma Okasang Yachi. Câu số 2. Ra chát của mạc đồ Vyanasmi Palita Kê Sàn Chá Walita Chàn Chá Khanda Đăng Tàn Chá Maha Lắc Căng Olo Kê Sĩ. Câu số 3. Mahalaka Dukhan Samukha Yewa Charitung Wa Thitiya Wa Ichanti. Câu số 4. Raja Kumaro Mahalakan Basitoa Kathang Chara Hotiti Pacha Vitoa Chati Pachaya Chara Ti Quý Chani. Câu số 5. Raja Kumaro Vijane Mahalakan Basitoa Charame Akha Pavisamiti Bachayi. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Tăng Thiện Lưu. Dạ, bà sư, con xin đọc bài tập Pali dịch sang Việt. Sunatha Raja Kumaro Charitang An Anuyun Yitin Tun Bupa Tisma Oka Okasang Chasi. Raja, câu số 2. Raja Kumaro Vijanasmin Palita Kesangcha Walita Chancha Khanda Dan Tancha Mahalakang Olokesi. Câu số 3. Mahalaska Dukhan Samukha Yewa Charitun Wa Titiya Wa Ichanti. Câu số 4. Raja Kumaro Mahalakang Pasitwa Kathang Ya Yara Hon Titi Pacha Chitwa Chati Pacha Ya Yarati Vijani. Câu số 5. Raja Kumaro Vijane Mahalakang Pasitwa Yara Me Atha Pasitsa Miti Pachat Pachayi. Dạ, bà sư, con xin hết. Bà sư, mời con tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anu Jun Chi Tung Pupa Tisma Oka Sang Gia Gia Chí. Câu số 2. Raja Kumaro Uyanasmin
Palita ke san chá, Walita chan chá, Khanda dan tan chá, Mahala khan olokesi. Câu số 3. Mahala kha đúc khăn, Sambuha dê hoa, Charitung hoa, Thitisa hoa, Y chan tí. Câu số 4. Raja Kumaro, Mahala khan pasitoa, Kathang chá ra hồ tí tí, bách chá di tòa, chá tí bách chá ra, chá ra tí, vi ra ní. Câu số 5. Ra chá kumaro, vi ra nê, ma hà la khẳng, pa si tòa, chá ra mê, á thà phá vi xá tí tí, bách chá dí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thầy sư xin đọc. Để dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Ayun. Tăng coi liên lạc bên ấy khai xanh nhưng nó báo 10 phút nữa là kết thúc gì nữa. Dạ dạ. Hồ Bá Tích Mà Oka Oka Sang Gia Chí. Câu số 2. Raja Kumaro Uyanatmin Bali Balita Ke Sancha Walita Chancha Khanda Dan Tancha Xong chưa? Cô Tiên Mã đọc xong chưa? Cái thằng giết mời cô Phạm Thịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anujung Chittung Kupatikoma. Ủa, mà em đọc chưa xong mà. Cô Tiên bị rớt mic rồi. Đọc nghe được. Dạ. Yeah. Đọc đi cô Phạm Thịnh Thảo, đọc đi. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Oka Sam Gia Chí, câu số 2. Raja Kumaro Vida Nekmi Balita Kê Sinh Chá Guanita Kinh Chá Khanda Đan Tanh Chá Mahon Lát Tăng Olo Kê Sĩ, câu số 3. Mahan Lát Ca Đức Thăng Sam Mũ Kha Dê Quá Chá Thi Tùng Hoa Thi Tí Gia Hoa Trang Tí. Câu số 4. Raja Kumaro Mahan Lá Căng Bác Sĩ Tòa Gáp Thăng Gia Chá Ra Hồ Tì Tí Bác Chà Dĩ Tòa Chà Tí Bác Chá Ra Chá Ra Tí Quý Chà Ní. Câu số 5. Raja Kumaro Tí Gia Nê Mahan Lá Căng Bác Sĩ Tòa Chá Ra Nê Ép Hà Thảo Huyết Xá Tì Tí Bách Cha Ví. Và thư sư con đã đọc xong ạ. Dạ thư sư, gì con phải đọc lại em? Đọc lại đi. Dạ. Câu thứ nhất. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anujun Chittung Pubatisma Okasang Gia Trí. Câu số 2. Raja Kumaro Uyanatmin Balitake Balitake Sanchat
Walita Tanja Khanda Dan Tanja Maha Lakan Polo Kesi Osoba Maha Laka Dukhan Samukha Yewa Yaritum Wa Hiti Ya Wa Ichan Ti Và số 4, Raja Kumaro Mahalakang Pasitoa Kathang Jara Hoti Hoti Ti Bachi Bacha Yitoa Trẻ Ti Bacha Bacha Ye Jara Ti Quý Chani Và số 5, Raja Kumaro Quý Giang Nề Mahalakan Pasitoa Jereme Atha Vavisa Ti Ti Pachayi. Dạ thưa sư xin hết. Còn ai nữa không? Dạ hết rồi sư xin. Đây mày lớp sửa bài đi, ai sửa câu nào lên tiếng để sửa câu đó để không có bị trùng. Bạch dạ, sư vâng xin sửa câu số 2. Rồi, cô Diệu Bảo câu 2. Dạ, bạch sư con xin sửa câu 3. Rồi, cô Diệu Thủy câu 3. Xin sửa câu số 1. Câu 1, nó còn con chát lên rồi sao? Rồi, câu 1 con sửa rồi. Thì sư xin con sửa câu số 5 đi. Rồi, chỉ còn câu 4 Trân... á. Trân ghi giùm cô đi, cô chát mà cô quên bấm lên á, tụt mất rồi Trân ơi. Dạ rồi. Rồi. Dạ còn có bốn câu nào sửa? Thưa sư con xin sửa câu số 4 cho. Dạ rồi. Thái tử Siddhartha đã thấy người già. Trân ghi cô. Cô sửa câu số 2 ha. Đúng rồi Trân. Ủa không thái tử không có chữ xí xách thá đâu Trân. Thái tử đã thấy người già. Tóc bạc, da nhăn, răng rụng. Trong vườn thượng uyển, dạ rồi cô. À, cảm ơn Trân. Đã suy nghĩ. Trân thêm dùm cô chữ đã nhìn thấy, thiếu chữ nhìn Trân. Cảm ơn Trân. Phải luôn rồi Trân. Dù phải luôn rồi. Tóc bạc luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhờ rồi đó, nghe tiếng câu hồi nữa. Con sẽ biết rớt không chồng? Đừng bao giờ. Sư biết rớt mà chị, chắc từ từ sư vô quá chị để em nói, còn gọi sư cái. Sư vô rồi đó. Lớp sư bài xong chưa? Sư mới bị. Có điện được chưa? Liên lạc được chưa? Dạ đang ảnh đang liên lạc để gia hạn đó sư. Dạ còn câu 4, câu 5. Câu 5 chị làm lên rồi đó chăng? Mất rồi chị chát lại giùm em đi chị. Ủa gì hả? Dạ dạ. Chát lên mình phải báo cho người ta mới biết chứ mình không báo là đâu biết. Cái này nó không phải giống như là tin nhắn riêng. Cái này của câu 4 của câu cốt ha. Cái này chữ già hả cô hả? Đó là thái tử sau khi sau khi thấy người già, thái tử sau khi thấy người già, sau khi thấy người già đã suy xét tại sao có những sự già và đã biết già là do nhân sanh. Còn câu 5 chị tiêu đang làm. Dạ. Yeah.
Rồi chị gửi lên ở đây. Dạ 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 em thấy rồi. Dạ thưa sư, 5 câu đã sửa xong rồi sư. Rồi mình lớp xem lại bài sửa hả? Giờ câu số 1. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anuyuji Tung Kupatisma Okasang Yachi. Ở đây có Siddhartha Raja Kumaro là chủ cách, nó vừa là chủ từ ở trong câu, cho nên việc nó trước là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Okasang Yachi này là nguyên cái cụm động từ này thì nó dịch là xin phép. Xin phép ai đó thì cái danh từ đó chia ở cách thứ năm, cho nên mình mới có chữ khu có tí. Khu có tí là danh từ nam tính, à, ở cách thứ năm thì đó là khu có tí sma, dịch là xin phép đức vua. Khu có tí là đức vua. Xin phép ai để làm gì thì cái đó mình sử dụng vị biến cách. Và cái cụm Charitang Anuyuji Tung nó là một cụm để đi dạo, vậy là để đi dạo à, thì đó là câu số 1. Câu số 2. Raja Kumaro Ujjanasmin Palita Ke Sancha Palita Chancha Khanda Dantancha Mahalakang Olukesi. Thái tử chữ ra chắc ma rô vừa là chủ từ, chủ cách ở trong câu, cho nên dịch trước ra chắc ma rô là thái tử. Động từ olokesi là dạng bằng e ở thì quá khứ, thì là đã nhìn thấy. Trước nó là nhìn thấy thì phải thấy cái gì đó, cho nên nó là tục từ. À, người già có hai lá căn à, đối cách. Rồi à, các từ còn lại đó là tóc bạc, da nhăn, răng rụng thì là tính từ. À, tóc bạc, cho nên mình thấy nó chia bằng cái nghĩa của chữ Mahalakang. Ở đây chữ M chấm nó đổi thành chữ nhát để nó ghép cùng với chữ chát nhóm 2. À, trên chữ Palitake xanh chát như là tóc bạc, Palita chanh chát là da nhăn, Khanh đá đâm tay chát là răng rụng. À, chữ nghĩa là tính từ. Thì dạng chát thì chữ nào trước dịch nó trước, rồi sau đó là danh một danh từ. Ở đây đó là ở đâu đó, thấy ở đâu đó, thì đây là trong vườn thượng vị, thì là định sẽ cách Ujjanasmi. À, rồi đó là câu số 2. Nên câu số 3 cần phải, cần có cần tóc bạc phải da nhăn đúng không? Ở phải nó thì có cái chữ răng rụng này khỏi, chỗ răng rụng này không cần phải. Rồi câu số 3. Mahalaka Dukhang Samukha Yewa Charitung Wa Thitiya Wa Thithanti. Thì ở đây mình có là Mahalaka là những người già, vì động từ nó là dạng anh tiết số nhiều. Dạ. Thì người già muốn ichati, à, muốn động từ ichati á, cái tu từ của nó phải là cách thứ tư, à, phải là cách thứ tư, muốn để làm cái gì đó. Thì ở đây thì muốn đi hoặc là đứng, à, chả đi tung. Hoặc ở đây mình có thể dùng là dạng tung luôn cũng được. À, chữ đứng mình dùng là tung, mình dùng là tha tung cũng được. Nhưng mà tại cái dạng tha tung thì nó hơi lạ, cho nên sư cứ dùng dạng danh từ để cho các tử mình dễ nhìn hơn. Mà nó là cách thứ tư. À, muốn để đi hoặc là đứng. Samukha gì quá, tức là gặp. À, gặp. Đối mặt với cái gì đó,
sự khó khăn. Thì ở đây có thể mình hiểu nó một cụm đi, đúc khăn có mức hai gì quá. À, gặp phải sự khó khăn. Rồi, đó là cái thứ ba. À, câu số 3. Câu số 4. À, ở đây mình dịch là muốn đi. Tại cái này dặn qua dặn chắc thì cái nào trước dịch nó trước ha. Muốn đi. Muốn đi trước. Hoặc đứng. Muốn đi hay đứng. Ừ. Rồi. Câu số 4. Raja Kumaro Mahalakang Pasitwa Kathang Chara Hoti Ji Paikha Jitwa Jati Paikya Chara Ti Vichani. Để đây mình có Raja Kumaro là chủ cách, vì động từ của nó là Vichani thì quá khứ. À. Ở đây mình còn có bất biến quá khứ phân từ. Thì trong câu mà có bất biến quá khứ phân từ thì mình có thể dịch bất biến quá khứ phân từ trước, hoặc mình dịch chủ từ sau đó là bất biến quá khứ phân từ. Thì ở đây người ta dịch chủ từ trước đó là thái tử, rồi sau đó là bất biến quá khứ phân từ đó là passitoa. Sau khi thấy bất biến quá khứ phân từ thì chúng ta đã học nó rồi, nó có thể được dùng như là động từ, vì trước nó đã hỏi có một cái túc từ, cho nên ở đây passitoa là sau khi thấy thì nó là phải thấy cái gì đó, trước nó phải là đối cách. Thì ở đây đã làm halakang, thấy người già. Thấy người già. Sau khi thấy người già đã suy xét, paccayitwa đã suy xét. Ở đây mình dịch là đã, tại ở trên mình dịch sau khi rồi. Cho nên nếu mình dịch sau khi nữa nó nghe không được, cho nên bắt buộc mình phải dịch đã theo cái thiệt của nó. Mình lấy cái chữ đã của thiệt để em dịch. Đã suy xét gì? Các thằng chả ra hồ tí. Hồ tí tí. Thì ở đây nó là các thằng chả ra hồ tí. Tại sao có sự già? À, tại sao có sự già? Rồi à, sau đó mình dịch động từ biết cha ní và biết rõ rằng, bỏ chữ đã đi, tại ở trên là mình đã sử dụng chữ đã rồi, cho đây mình việc dịch là và biết rõ ràng. Biết cha ní dịch là biết rõ, biết rõ ràng. Sự già, sự già. Là do duyên sanh. Là do duyên sanh. Tức là có sanh thì mới có già. Nếu không có già thì nó không có sanh được. À, có sanh thì mới có già. Còn nếu không có sanh nó không có già được. Cho nên sự già ở đây đó là do duyên sanh. Tức là do có sự sinh ra. Thì nó mới dẫn đến có sự già, sự bệnh, sự chết. Yeah. Rồi câu thứ 5. Raja Kumaro Ujjane Mahalakang Patitwa Charame Adha Uisutiti Pachanji. Ở đây Raja Kumaro là danh từ, nam tính ở chủ cách, nó là chủ từ. Ở đây có động quá khứ phân từ là Patitwa giống như ở trên. Ở đây người ta dịch quá khứ phân, bất biến quá khứ phân từ trước, nên dịch là sau khi thấy người già trong khoa viên. Tại cái này nó một lọt của nó, cho nên nếu mình dịch nó là phải dịch hết một lọt nó như vậy. À. Rồi mình mới dịch chủ từ. Ngài, anh em dịch là thái tử. Tại người ta xài chữ Raja Kumaro nó rõ rồi, mình dịch luôn là thái tử. Thái tử đã suy xét kỹ rằng sự già chắc chắn sẽ đến
với ta. Rồi. Tỳ đà chắc chắn sẽ đến với ta. Rồi. Gia hạn xong rồi đó thưa sư. Rồi. Rồi chúng ta đó là năm câu tiếng Việt. Bây giờ mình làm năm câu từ tiếng Việt sang Bali. Hãy làm năm câu Bali sang tiếng Việt, giờ mình làm năm câu từ Việt sang Bali. Cô làm câu 5. Dạ. Cô làm câu 5. Dạ. Câu 4 nha. Cô câu thứ 4 luôn. Ai làm câu 4? Cô Cúc hả? À cô Cúc làm câu 4 con. Dạ. Vậy cô Bảo tìm cô Ba. Có mà tìm cô Ba. Câu 3, câu 3. Dạ, câu 3. Cô Bảo làm câu 1. Dạ, còn câu 2. Cô Bảo làm câu 1. Chị Bảo ai có nói chuyện nữa không? Không. Dạ còn câu Trần viết giùm cô hả Trần? Dạ. Được chưa ngoại? Im lặng được chưa? Ê, cá đi quá sẵn, chắc cũng mà rồi. Chat channel. Chat tomorrow. Chat channel. Chat channel. Charit tang. Á lu luôn chi tung uy gia năng má hành lá càng bác sĩ
Còn câu 2 chưa có người đăng ký. Để chị làm cho. Dạ. Mở lên rồi. Dạ. Dạ thưa sư, 5 câu đó các Phật tử sửa xong rồi sư. Rồi, xem câu số 1. Một ngày nọ như là tàn từ chỉ thời gian mình biết nó trước đi để có đi phát sang. Sao tạm từ chỉ thời gian đó là chủ từ thái tử và người hầu thanh nát thì biết là ra chá cu mà rồ chá thanh nô người hầu biết vậy chưa đủ nghĩ là thanh nô nam mát rồi úp bát tha cô úp bát hà cô chữ T là chấm dưới T chấm dưới hả? À, chữ T rồi đó hai cái chủ từ rồi sau đó người hầu thanh nát sau khi vào qua viên để đi dạo thì làm sử dụng một cái là bất biến quá thân từ. Ở đây chúng ta bất biến quá khứ phân từ sau khi vào đâu không thấy sao khi vào không chữ vào bao nhiêu sĩ tòa để làm bao nhiêu sĩ tòa ở đây thì câu này thiếu khi bao nhiêu sĩ tòa u già năng bao nhiêu sĩ tòa u già năng bao nhiêu sĩ tòa
Rồi, cái đó là đi vào hoa viên để đi dạo thì cha đi tăng ánh viên chí tu. Rồi đã nhìn thấy người già thì động từ chính là đã nhìn thấy bác sĩ người già lắm ha là càng. Rồi đó là câu một. Cá ở chủ channel sư thì sao cái chữ upatthapo là có thêm chữ ca chá nữa không sư? Lại đi, lại thêm chữ chá đi chứ. Rồi câu thứ hai. Rồi bây giờ câu 2, thái tử sĩ ta đã nhìn thấy người già trên con đường để đi vào trong vườn thượng viện. Ở đây mình có thái tử sĩ đạt ta là chủ từ. Sĩ đạt ta ra chắc Kumaro đã nhìn thấy là động từ. Động từ biết ở cuối câu đi là bác sĩ đã nhìn thấy người già. Vậy thì người già ở đây là đối tác nó hay là căng. Trên con đường nên viết ở chỗ này đi cho nó dễ nhìn. Viết sau cái chữ ánh dung chí tung. Mắt ghê nha. Copy cái chữ mắt ghê đó nè để sau cái chữ ánh dung chí tung. Để viết thì bỏ chữ mắt ghê ở trên. Là thấy người già trên con đường để đi dạo cho đi tăng ánh dương chi tung để đi dạo ha. Rồi trong vườn thượng viện thì gia đình sẽ cách của gia nắp mình. Rồi câu số 3. Dù có gậy trong tay, ông lão muốn đi hoặc đứng cũng gặp phải không ít khó khăn. Này tìm dịch thưa sư cho con hỏi rồi. Thưa sư, hai cái động từ bác sĩ với ô lô kê tí đó thưa sư, cách dùng nó khác nhau hay là giống nhau sư? Hai cái cũng là nhìn nhưng mà có nghĩa nó khác nhau hay giống nhau? Thường là ô lô kê tí nó dùng trong cái ý nghĩa nhìn mà quan sát hơn, nghĩa là nhìn kỹ càng hơn hay hoặc có sự quan sát hơn sư? Cách là quan sát hơn. Dạ. Thưa sư, cảm ơn. Cái câu này thì nhẹ. Đâu, dù có gậy trong tay, ông lão muốn đi hoặc đứng gặp phải không ít khó khăn. Ở đây dịch làm hơi lợi dụng cái liên từ thiên cha phí tí cho nên dịch nó trước. Ông lão muốn đi hoặc đứng thì ở đây cái chữ dù có gậy trong tay, tại cái chữ dù có gậy, cái chữ gậy trong tay đây nó là tính từ bổ nghĩa cho chữ ha la cô. Nhưng dịch là lấy cái chữ kinh gia biến dịch nó luôn. Dù có gậy trong tay, ông lão hay là cô đi hoặc đứng gặp phải không ít sự khó khăn. Muốn đi, gọi muốn đi. Muốn đi thì ít chất tiết. Muốn đi thì nó giống như nãy cha đi tung qua, cái tí già qua, muốn đi hoặc đứng. Đúc khăn, sống múc hai gì quá thôi. Gặp không ít sự khó khăn. Nguyên nghĩ cùng đó vậy. Rồi con số 4. Sau khi nhìn thấy người già, thái tử không vui thích hưởng thụ ngũ dục. Ở đây thì có chữ thái tử là chủ từ nên mình biết nó trước đi. Rajakumaro
sau khi nhìn thấy thì nó là bất biến quá khứ phân từ, tình biết nó là patitoa, người già thì là nó túc từ, cho nên mình biết ở phía trước nó là cam, nó là cam. Rồi không vui thích hưởng thụ dục lạc, không vui thích thì anh á rami không vui thích trong việc anh nu ông anh nê, trong việc hưởng thụ dục là cam xuất khác, việc hưởng thụ dục là cam xuất khác. Rồi xuất khăn hả? Này cách 7 hả sư ta? Rồi câu số 5. Đức vua hiếu khi cho phép thái tử ra khỏi hoàng cung để đi dạo khu qua lô. Hiếu khi ở đây thì đặng từ lưu lóc hóa quá xê nói ô ca sang thá rô tí là cho phép, hoặc là ô ca sang gia chất tí, nhớ là ô ca sang gia chất tí, không biết ở trong từ vựng có cá rô tí không vậy. À, xin lỗi, cho xin phép thì mới gia cho tí hả? Oka sang cá rô tí kiếm khi này là cho phép, cho phép thay tử, cho phép ai đó thì trước đó nó là cách thứ tư. Cho phép thay tử ra khỏi đi khám y tung. Ra khỏi cái gì đó thì đó là cách thứ năm, ba sa đông ha, ra khỏi hoàng cung để đi dạo. Rồi đó là câu thứ năm. Rồi chúng ta sửa tiếp cái phần bài tập nâng cao đi. Dạ con xin làm câu số 1 từ Bali sang tiếng Việt. Ủa thưa sư cho con hỏi, cái cha đi tung này nó là động từ thì là đi, còn cái khúc này là cha đi tăng là cũng là đi, là đi dạo, nó là loại từ gì thưa sư? Nó là một cụm, nó dạng cụm động từ. À, coi như là để đi dạo đó, đúng không? À. Để đi dạo là cụm của nó luôn hả sư? Cô Bảo làm câu mấy? Câu 1. Cô Cúc câu số 4. Dạ, cô Bảo câu 1. Cô Cúc câu 4, dạ rồi. Ủa, Trân ơi, chơi thì hỏi, ủa sao cái quyển bài tập mà chị mới làm mới lại, làm photo quyển mới sẽ không có bài dịch nâng cao ha? Có chứ chị. Có photo gì mình đâu thấy nè. Tự làm không có dịch, không có làm, không có bài mẫu chị. À, bài tập nâng cao ha. À, qua đây. Rồi. Trân chuyển cái bài tập nâng cao lên coi coi Trân. Dạ. Thầy cũng đã chụp hình cái nó đang bị lỗi.
Bài này có cần đọc một lần không sư? Phải làm. Dạ. Câu 2, câu 3, câu 5 chưa có người sửa. Trang viết một cô Trang. Bảy tầng. Super. À. Này Trân viết một con hả Trân? Dạ. Bồ Tát. Rời bỏ cung trời đau lợi. Ai rời cung trời tu sĩ ta. Nhập thai bào vào hoàng hậu Maya. Vào tháng Asanha. Vào ngày rằm. Tháng Asanha. Rồi, cảm ơn Trần.
Thôi, con làm câu 2 cho nha. Còn câu 3, câu 5. Ba. Chẳng hạn nếu mà không ai dịch đó, thì cô xin dịch câu số 3. Yeah. Trang ghi cô luôn. Câu số 4 thì cô đã đánh lên rồi. Giờ cô ghi câu số 4 là cô đã đưa lên rồi. Và nếu có ai dịch câu số 3 thì để người đó dịch. Còn nếu không có thì cô xin dịch. Dạ. Yeah. Cô dịch đi, con thấy mọi người im quá. Vậy thì con viết cùng cô đi. Câu số 3. Sau này người hầu xa nạc. Người hầu xa nạc cùng với ngựa kiền trắc. Cùng với ngựa kiền trắc hả con? Cùng với ngựa kiền trắc. Đã đưa thái tử từ cung điện để đi xuất gia. Rồi hết. Cảm ơn con. Ngày 5 tuần phải không? Ram má cao 9 tầng. Số ram má 7 tầng và số phá 5 tầng. Nhà còn câu 5. Câu 5 để qua dịch đi.
thưa sư, năm câu xong rồi, phần tử sửa xong rồi sư. Rồi. Rồi, câu đầu tiên, câu chí sắp tô, tô sĩ tắc, thông quan nát tô, chá vi tòa, à sà hạ mà, sắc, cùn nó mây, đi vào sầm thi, hà mà già, giá u trình, ốc cá mỹ. Câu chí sắp, dùng tự nhiên hơn nhiều, để sau này sẽ điều chỉnh lại. Bồ Tát rời cung trời Út Sĩ Pháp nhập hai bào. Vào hoàng hậu, vào ngày rằm tháng A Sa Tháp. Dịch dễ nghe sao được. Bồ Tát, Cô Thí Sắp Tô. Từ cõi trời Út Sĩ Pháp. Chúng ta mình được đi từ cõi trời. À, sau khi từ cõi trời Tu Sĩ Tán đi. Từ cõi trời Tu Sĩ Tán rồi sau khi chết. Thưa sư, cái câu mà trong tòa chết thưa sư. Sau khi chết. Trong tòa sau khi chết. Sau khi chết á thì con không giữ dịch chữ chết mà con dịch thành chữ rời á sư. Có dịch chết. Dịch sao kìa? Dịch chết nó nghe nó không có chết. Cho nên chỉ dịch là sau khi từ cõi trời Tu Sĩ Tán là được rồi. Dạ. Yeah. À, nếu dịch là sau khi chết ở cõi trời của Tu Sĩ Tán thì nó mất. Hay thì dịch sát nghĩa là sao? Hình dịch mọi người không biết từ cháu đi, cháu đi. Sau khi từ bỏ đi. Sau khi từ bỏ. Có dịch chết cho đúng nghĩa. Băng, băng hà. Nói đâu có dùng từ băng hà được, chừng nào hoàng hậu với băng hà. Sau khi từ bỏ cõi trời Tu Sĩ Pháp nhập vào, nữa chỉ nhập vào ở đây, nhập vào hai bào của, ở đây là của chứ không phải là vào nữa, của hoàng hậu Mahamaya, còn ngày rằm tháng A Sa Tháp. Rồi sau đó thì câu số 2 Nagarasa Anto Jasvahi Jas Pramana Phi Raja Parisati Raja Kumarasa Awa Hana Mangalang Samagachi Tung Gachi Su. Các bà la môn cũng như quần thần bà la môn cũng như quần thần trong và ngoài hoàng thành đã đến để tham dự lễ thành hôn của thái tử. Rồi được rồi, nó dịch thiện. Câu số 3 Bách cha thanh nô nam á u phạc ha ô Tân thác cô nam mát ác xê nát sắc thiên
vimana to papaji tung khanang raja kumarang nayi sati. Sau này trong người hầu chanh lá cùng với người kiền cát cái này thì bị lai mà không dịch là đã sẽ hơn sẽ đưa thái tử từ bằng cung khi mà nó to là từ bằng cung đến nơi xuất gia Raja Kumarasa Vimana di Thena Nawaputalo Ramu Sataputalo Tarosu Ramu Panjaputalo Sukho Namajati Ahisu. Các cung điện của thái tử có tên là Rama cao 9 tầng, Surama 7 tầng, cao 7 tầng ha, hoặc là 7 tầng gì cũng được, xuất phát 5 tầng. Rồi là câu số 5. Tenahi Raja Kumaro Thamang De Sehwa Dewa Manusia. Câu số 5 này dịch sạch sai quá. Jati Charaja Yati Ma Arnam Haja Pamuji Satipi Chimtane Ma Saja Thamma Sa E Samaya Papaji. Thái tử đã xuất và cho suy nghĩ trải cầu chân lý sau khi được nhân trời và người cho nghe luôn luôn nghĩ là cái câu thì nhất kỳ quá dịch nghe được năm tới mình dịch là mình cũng biết là mình dịch xong mình đọc coi nó nghe được hay không. Dạ, cái câu này hay con dịch thì vì thế này đã xuất ra để tìm cầu chân lý. Đúng rồi, qua dịch nè. Lại đi, vì thế biết trước, vì thế. Thái tử. Đã xuất gia rồi để tìm cầu chân lý với ý nghĩ ôi này phải mà chân cũng với sự suy nghĩ với sẽ thuyết hóa sẽ thuyết pháp hả sư? Với nghĩa hai chấm. Sau khi thuyết pháp được không thưa sư? Tại DC Toa. Còn nó không dịch từ già chết chị trơn á. Hôm qua dịch không có già chết chị trơn. Không phải này con dịch có thiếu. Dịch thiếu. Dịch trời già chết bệnh. Để sư đi là đọc luôn cô. Sẽ thuyết hóa khiến chư thiên và nhân loại
kẻ thuyết pháp trước. Để thuyết pháp khiến chư thiên và nhân loại học hỏi sự thanh già bệnh chết. Thưa sư, cho con hỏi cái câu này lúc trước. Thưa sư, cái câu này nè. Thế giới sư viết là có muôn chết xa mi tí sẽ đổi lại là có muôn chết xa ti tí. Thì cái câu này nếu mà cái câu này nằm trong câu này, ví dụ mà sao không, lúc đầu sao, tại sao sẽ đổi qua, sư con chưa hiểu phần này. Ví dụ mà sẽ viết câu cũ thì dễ dịch hơn. Nhưng mà viết câu cũ thì con sẽ dịch như này nè. Sau khi thuyết pháp, ta sẽ khiến nhân thiên thoát khỏi sanh già bệnh chết. Mà sẽ đổi là câu này con không hiểu. Ví dụ câu này, vì thế ngài xuất gia để tìm cầu chân lý, với nghĩ rằng sau khi thuyết pháp, ta sẽ khiến chư thiên và nhân loại thoát khỏi sự sanh già bệnh chết. Giờ sư sửa cái động từ lại, nên con chưa hiểu phần này. Đâu có gì đâu, cái này chỉ sửa chủ từ thôi chứ đâu có gì. Sửa, nếu mà sửa chủ từ phải dịch là, nếu mà cái này là xé động từ thì cái chủ từ nó là ngài nữa. Thêm chữ ngài vô nữa thì nghe nó mới dễ nghe. Sao sư không dùng như câu cũ sư? Ví dụ mà khẳng định, dù mà ngài nói cái câu đó là dù mà ta sẽ thuyết pháp, là khẳng định là cái câu đó Đức Phật nói là ấn định hơn. Nếu mà giống như là sư giảng, bây giờ sư giải a tí á, thì bây giờ giống như là kể lại câu kể luôn á, thuộc về câu kể lại. Dùng dạng okay. Câu kể đó mà. Đây là cái câu này trong ngoặc. Lặp lại cái câu của Thái Tử. Lặp lại cái câu của Đức Phật. Cái câu này là câu sư tử viết lại ở dạng câu kể, mình đổi lại thay vì để trực tiếp thì mình nói để lại ở dạng câu mình kể, cho nên tôi mới thay đổi chủ từ. Nó chỉ thay dạng nói trực tiếp thành câu kể thôi chứ nó không gì. Những câu kể thì sau khi thuyết pháp, ngài sẽ khiến chứ nhất là sẽ thuyết, sau khi với nghĩ sẽ thuyết, tại vì nó đi xe toa thăm măng. Nếu mà dịch là sau khi thuyết pháp, ngài sẽ khiến chư thiên, thì câu nó dễ nghe hơn. Bây giờ viết như vậy thì nó bị đó, nó đâu có nhất thiết là phải dịch sau khi. Mình có thể dịch cái tại con mô chế sau tí là nó thì bị lai, ta dịch trực tiếp nó luôn, tại nó cái câu ở trong hoặc kép dịch càng gọn thì nó càng tốt, chứ dịch lòng thông tưởng thưởng nữa. Vậy thôi, vô thêm chữ ngài với suy nghĩ ngài sẽ thuyết pháp. Đồ. Thêm chữ ngài sẽ thuyết pháp của ý nghĩ, và đúng là con ngài dịch ngài thuyết pháp nó không có hay, ta thì nó hay ta. Ta, bởi vì con nói cái câu cũ nghĩ rất là hay luôn, cái nghĩ thì nghe hay hơn. Đến khi mình dịch ra thì mình mới thấy là nghe không hay. Nhưng câu này sửa lại cái động từ ấy. Cái câu cũ là nghĩ cái một cái câu này đâu, cần cái câu này nằm trong câu đó. Sửa lại con mùi chí xà mì tí thì sửa lại cái câu này. Mùi chí, chữ á này là chữ a, cái đó để nguyên đi. Á gì sư? Á ti tí là cái đuôi của động từ này. Động từ này vẫn giữ phải không? Bá mô sao? Bá mùi chí.
chữ á này đổi thành chữ a. A a tí là thành a mi tí a mát. Trời ơi, học nghĩa tới giờ này thì bị like không? Cái xà mí đúng không? À. Mi tí. Yên tí. Đường âm đó. Rồi. Không biết ở đây biết là ta sẽ. Đặt thêm chữ ta. Ủa nhưng mà cái khúc này thì dịch là sẽ hả? Hả sư? Đúng rồi, giờ tương lai rồi, tương lai. Ủa cái bá mô chế sa chế, bá mô chế sa mí. Cái bá mô này, cái động từ nó là nghĩa là gì sư? Học hỏi đó. Hả? Giải thoát hết trơn. Nhưng mà sau khi mà cái chủ đề sơ ta ở đây sao mà sư dịch là ta sẽ thuyết pháp thì dịch thế thì quá khứ nó thì bị ta mấy cái này nói hoài bao nhiêu lần rồi. À, cái chủ đề sơ ta này dịch theo cái động từ này hả sư, chứ không phải nó theo cái từ bá bá chí này phải không? Ý là đây ta này dịch theo cái trên nãy cái bất biến quá khứ, cái bất biến quá khứ phân từ mình cũng đã dịch theo thì quá khứ rồi, ở đây dịch theo thì vị lai thôi chứ đâu có gì. Dạ dạ. Rồi giờ tạm nghỉ ở đây đi, thì xong thì sửa tiếp phần bài còn lại. Ai chưa sửa kịp thì sửa. Vậy giờ xong kết thúc ha sư. Dạ buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ xin mời cô. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ sư. Con xin đại diện lớp con hồi hướng đến chư thiên. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika Buon Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Jakhan Tu Sa Sanang Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika Buon Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Jakhan Tu No Garo Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika Buon Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Nya Tayo Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika Buon Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu Banino Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahithika Buon Nhang No Anumodan Tu Chi Rang Rakhan Tu No Sada Idang Vatano Buon Nhang Asavakaya Vahang Ho Tu Anagate Kale. Dạ con xin dạ kính mời quý học viên trở lại lớp Bali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Chúc sư và lớp có sức khỏe, tiến hóa trong đạo pháp. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học ngày hôm nay ạ.